Thừa Thiên Huế mưa rất to, ngập lụt toàn thành phố. Tại thành phố Huế, trong sáng ngày 25 tháng 11, nước sông Hương lên khá nhanh nên đã có nhiều khu vực thấp trũng ngập lụt, trong đó, đường Bạch Đằng, Dương Văn An, Phan Chu Trinh nước có đoạn ngập sâu vào nhà dân, người dân hối hả dọn đồ lên cao, đưa phương tiện đến gửi chỗ an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 7 giờ, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long chỉ còn cách báo động 3 là 0,51m, sông Bồ tại Phú Ốc vượt báo động 2 là 0,64m. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 18 tháng 11 đến nay, tại tỉnh này đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú 1099mm, Bạch Mã 2577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2997mm. Do tình hình mưa lớn, dễ sạt lở đất nên Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc đã chỉ đạo sơ tán nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.